chương trình truyền hình thực tế Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 lên sóng tập 1 vào tối ngày 28 tháng 10. Các chị đẹp ứng cử trưởng nhóm bao gồm Thu Phương, Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi, Giang Hồng Ngọc, Hờ Hen Ni Ê, Diệp Lâm Anh, Lệ Quyên, Phương Vi, Đoan Trang, Thanh Ngọc và Emily. Đây là 12 chị đẹp trình diễn đầu tiên trong phần thi solo. Bước vào vòng solo, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện ca khúc Tuổi Si Tin đầy sôi động. Cô thể hiện khả năng vũ đạo chuyên nghiệp với nhiều động tác khó và mạo hiểm. Sau Lan Ngọc, Hờ Hen Ni Ê là chị đẹp tiếp theo bước vào phần trình diễn cá nhân. Cô được ca sĩ Thu Phương hỗ trợ luyện giọng trước khi lên sân khấu. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 tạo bất ngờ khi trình diễn dân ca ED. Đây là ca khúc vui tươi, có giai điệu bắt tai và vũ điệu ấn tượng. Qua tiết mục này, Hoa hậu Hờ Hen Ni Ê mong muốn truyền tải thông điệp hòa bình và tinh thần không ngừng học hỏi, vươn lên tới đồng bào dân tộc ED. Trái ngược hai tiết mục trình diễn của Lan Ngọc và Hờ Hen Ni Ê, ca sĩ Thu Phương thể hiện mát sắp xin lỗi lần cuối. Tiếng hát đầy tâm sự và giàu cảm xúc của cô đã chạm tới ban cố vấn. Diệp Lâm Anh thể hiện sở trường nhảy hip hop. Ca sĩ Lệ Quyên khoe chất giọng ngọt ngào và sâu lắng khi chọn ca khúc Nếu Em Được Lựa Chọn. Chị đẹp Thu Phương và Lệ Quyên tạm dẫn đầu tập 1. Các tập tiếp theo sẽ lên sóng VTV3 và YouTube Di Quang Show.